Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin Postcard 6 giờ sáng hàng ngày của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những tin chính chúng tôi sẽ gửi tới quý vị. Hơn 3.000 học sinh ở Đồng Nai nghỉ học do nước lũ ngập sân trường. Mưa giảm, rốn lũ Lệ Thủy thấp thỏm chờ nước rút. Dẫn giải cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh tới phiên tòa trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, AIC. Bầu cử Mỹ, hai thùng phiếu bị đốt, cảnh sát ráo riết điều tra. Gia tăng động thái ăn miếng trả miếng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Israel dọa phá hủy trục ma quỷ, trả đũa Iran kinh hoàng. Thời tiết ngày 30 tháng 10, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn, có nơi mưa to trên 400mm. Hơn 3.000 học sinh ở Đồng Nai nghỉ học do nước lũ ngập sân trường. Sáng 29 tháng 10, hơn 2.600 học sinh trường Trung học cơ sở Phước Tân 1, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phải nghỉ học do nước lũ sông Buông lên nhanh, làm ngập toàn bộ sân trường. Nước lũ dâng cao khiến khu vực nhà dân ngập sâu, nước trong sân trường Trung học cơ sở Phước Tân 1 trên 80cm, khiến toàn bộ các phòng học và một số phòng chức năng tại tầng trệt bị ngập. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ nhà trường di dời trang thiết bị ở các phòng chức năng lên cao, tránh hư hỏng. Trường cũng thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em, đồng thời thông báo cho phụ huynh quản lý học sinh tại nhà chặt chẽ, tránh tình trạng tai nạn thương tích khi lũ đổ về ở khu dân cư. Bên cạnh đó, một số trường học gần sông Buông cũng bị ảnh hưởng do nước lũ ngập sâu, chia cắt một số tuyến đường, khiến khoảng 500 học sinh phải ở nhà, không đến được trường. Khi nước lũ rút, điều kiện cho phép an toàn, thì nhà trường sẽ thông báo cho học sinh trở lại trường. Đến gần trưa cùng ngày, nước bắt đầu rút ở một số khu vực. Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân đã có thông báo đến người dân chủ động trong việc phòng chống ngập, nhất là vào buổi đêm, và đảm bảo tài sản khi có mưa lớn bắt đầu xuất hiện. Lực lượng chức năng địa phương trực 24/24 giờ, chốt chặn tại một số điểm ngập, cầu dân sinh để ngăn người qua lại, đảm bảo an toàn. Mưa giảm, rốn lũ Lệ Thủy thấp thỏm chờ nước rút. Sáng ngày 29 tháng 10, tại Quảng Bình, mưa đã giảm, nước lũ bắt đầu rút chậm ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới. Suốt đêm 28 tháng 10, người dân hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Bình nín thở ngồi canh nước lũ. Một người dân tại đây cho biết, đến sáng ngày 29 tháng 10, mưa giảm dần, nước đã rút khoảng 15-20cm và đang tiếp tục rút chậm. Bà con nơi đây đang mong nước rút hẳn để tiếp tục dọn dẹp, quay lại cuộc sống bình thường. Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay, toàn tỉnh có hơn 32.700 nhà dân bị ngập lụt, 58 thôn, bản bị chia cắt. Các tuyến đường giao thông bị ngập tại 76 điểm, sạt lở 13 điểm, 3 tàu cá bị chìm, sạt lở 1,5 km kè biển. Mưa lũ đã làm một người chết tại huyện Lệ Thủy, một người mất tích tại huyện Quảng Ninh, hơn 230 hectare hoa màu, 4.000 con gia cầm, gần 400 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Toàn tỉnh đã di dời 1.249 hộ dân với 3.681 nhân khẩu. Trong đó, huyện Lệ Thủy di dời 99 hộ với 373 nhân khẩu, huyện Bố Trạch di dời 13 hộ với 53 nhân khẩu, huyện Quảng Ninh di dời 1.105 hộ với 3.125 nhân khẩu, huyện Tiên Hóa di dời 2 hộ với 9 nhân khẩu, thành phố Đồng Hới di dời 30 hộ với 121 nhân khẩu. Ngoài ra, các địa phương cũng sơ tán tại chỗ 9.123 hộ, Lệ Thủy 8.018 hộ, Quảng Ninh 1.105 hộ. Toàn tỉnh có 76 điểm bị ngập trên các tuyến đường giao thông, trong đó có 14 điểm bị ngập tại các quốc lộ 1, 9B, 15, 9C, 9E. Đường tỉnh có 62 điểm bị ngập. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, khu quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương kịp thời phân luồng giao thông, không để người dân đi vào những đoạn đường bị ngập sâu. Tỉnh Quảng Bình đã lên phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại vùng bị ngập lụt, cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng túc trực, canh gác tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại. Dẫn giải cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh tới phiên tòa trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC. Trong bối cảnh những vụ án tham nhũng chấn động đang được phanh phui, vụ án hối lộ liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Với con số 48 tỷ đồng thiệt hại cho nhà nước, đây không chỉ là một vụ việc đơn lẻ,
mà còn phản ánh sâu sắc những lỗ hổng trong công tác quản lý và kiểm soát tài chính. Tại phiên tòa diễn ra vào sáng 29 tháng 10, những cáo buộc về việc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu đã làm nổi bật những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống công quyền. Hành vi sai trái này không chỉ gây tổn hại tài sản công mà còn đặt ra câu hỏi lớn về sự minh bạch và trách nhiệm của các lãnh đạo địa phương. Cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc nhận hối lộ để tạo điều kiện cho nhóm công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm công ty Sông Hồng trúng thầu gây thiệt hại 48 tỷ đồng. Sáng 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng, Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày. Trong vụ án này, ông Nguyễn Nhân Chiến từng là chủ tịch tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 đến năm 2015, giữ vị trí bí thư tỉnh ủy từ năm 2015 đến năm 2020. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Nhân Chiến về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ông Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc nhận hối lộ 4,1 tỷ đồng từ công ty AIC và công ty Sông Hồng từ việc tạo điều kiện cho các nhóm công ty này trúng thầu. Ngoài ra, trong giai đoạn 2013-2020, vị này còn nhiều lần nhận quà biếu từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổng số 10 tỷ đồng. Bầu cử Mỹ, hai thùng phiếu bị đốt, cảnh sát ráo riết điều tra. Cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra vụ hai thùng phiếu phục vụ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 bị đốt cháy vào ngày 28 tháng 10. Theo tờ The New York Times, việc hai thùng phiếu bị đốt phá có thể đã khiến hàng trăm lá phiếu bị tiêu hủy. Cảnh sát ở thành phố Portland, bang Oregon cho biết vào lúc 3 giờ rưỡi sáng ngày 28 tháng 10, lực lượng này đã phản ứng trước vụ hỏa hoạn tại một thùng phiếu trong thành phố. Cảnh sát xác định rằng một thiết bị gây cháy đã được đặt bên trong thùng phiếu và được sử dụng để châm lửa. Sau khi xác định rằng vụ hỏa hoạn là do đốt phá, cơ quan cảnh sát Portland đã yêu cầu người dân cung cấp thông tin để giúp xác định thủ phạm. Các viên chức bộ phận bầu cử ở Portland cho biết vụ cháy đã kích hoạt các bình chứa bên trong thùng phiếu, phun ra chất chữa cháy dạng bột, bảo vệ hầu hết các lá phiếu. Ban bầu cử của quận Multnomah, bang Oregon cho biết chỉ có 3 lá phiếu bị hư hại trong vụ cháy này và những cử tri đó sẽ được liên hệ để điền phiếu thay thế. Các quan chức bầu cử tại thành phố Vancouver, bang Washington cho biết đã ghi nhận vụ hỏa hoạn tại một thùng phiếu ở khu vực này khoảng 1 giờ sau vụ cháy thùng phiếu ở Portland. Cảnh sát cũng đang điều tra vụ việc này và báo cáo rằng đã tìm thấy một thiết bị đáng ngờ bên cạnh thùng phiếu. Ông Mick Benner, người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Portland cho biết, cơ quan chức năng cho rằng hai vụ cháy này có liên quan đến nhau và một chiếc xe khả nghi đã được xác định từ trích xuất camera. Cục điều tra liên bang cho biết, cơ quan này đang điều tra cả hai vụ cháy để xác định ai chịu trách nhiệm. Ông Chris Kimsey, người kiểm phiếu của quận Clark, chia sẻ rằng thật đau lòng khi chứng kiến vụ việc, đồng thời cho rằng đây là cuộc tấn công trực tiếp vào nền dân chủ khi can thiệp vào lá phiếu của người dân. Ông Kimsey ước tính rằng hàng trăm lá phiếu đã bị hủy trong thùng phiếu ở Vancouver. Ông nói rằng ai đã gửi lá phiếu của mình vào thùng phiếu đó sau 11 giờ sáng ngày 28 tháng 10 nên liên hệ với bộ phận bầu cử để xin một lá phiếu thay thế. Gia tăng động thái ăn miếng trả miếng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ngày 28 tháng 10, tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng khi Bộ Quốc phòng Triều Tiên công bố kết quả điều tra về một máy bay không người lái UAV mà họ khẳng định đã xâm phạm không phận quốc gia. Theo thông tin từ Triều Tiên, UAV này đã cất cánh từ đảo Baeniyon, một hòn đảo biên giới thuộc Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải. Phân tích nhật ký bay cho thấy máy bay đã xâm nhập vào không phận Bình Nhưỡng, rải truyền đơn tuyên truyền chống lại chính quyền Triều Tiên. Điều này dẫn đến cáo buộc mạnh mẽ từ Bình Nhưỡng rằng Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc xâm phạm chủ quyền thông qua các hành động khiêu khích này. Phản ứng trước những cáo buộc này, Hàn Quốc đã nhanh chóng phủ nhận và chỉ trích tuyên bố của Triều Tiên là đơn phương và không xứng đáng để xem xét. Thậm chí, quân đội Hàn Quốc tuyên bố rằng họ không thể xác minh liệu các thông tin mà Triều Tiên đưa ra có đúng hay không. Đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến người dân Hàn Quốc sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Hàn Quốc khẳng định họ sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ lãnh thổ và an toàn của người dân, trong bối cảnh lo ngại rằng tình hình có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi bà Kim Yo-yeon, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đưa ra tuyên bố thể hiện sự không hài lòng với việc Hàn Quốc không phản hồi lại các cáo buộc liên quan đến máy bay không người lái. Bà Kim đã nhấn mạnh rằng nếu các hành động khiêu khích tiếp tục diễn ra, Triều Tiên sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Triều Tiên đã công bố một bản đồ thể hiện lộ trình bay của UAV, khẳng định rằng máy bay đã xâm nhập vào các khu vực nhạy cảm tại Bình Nhưỡng. Thêm vào đó, tuần trước, các quả bóng bay mang theo tờ rơi chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc và đệ nhất phu nhân đã bị phát hiện rơi vào khu phức hợp của dinh Tổng thống ở Seoul, đánh dấu một bước leo thang trong chiến dịch tuyên truyền giữa hai bên. Hàn Quốc đã thông báo rằng họ sẽ có các biện pháp ứng phó nếu máy bay không người lái của Triều Tiên tiếp tục xâm phạm không phận của họ. Cuộc chiến ngôn từ và các hành động quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong tình trạng căng thẳng cao độ, với cả hai bên đều sẵn sàng cho những phản ứng tiếp theo. Những diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai quốc gia, mà còn thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, khi nguy cơ xung đột toàn diện đang hiện hữu. Israel dọa phá hủy trục ma quỷ, trả đũa Iran kinh hoàng. Trong một tuyên bố mạnh mẽ vào ngày 28 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vạch rõ chiến lược của nước này đối với Iran sau cuộc không kích quy mô lớn diễn ra vào ngày 26 tháng 10. Ông khẳng định rằng Israel đã thực hiện một đòn tấn công quyết liệt nhằm vào các cơ sở quân sự chủ chốt của Iran, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hệ thống phòng thủ cũng như khả năng xuất khẩu tên lửa của Tehran. Chúng tôi đã tấn công vào những nhà máy công nghiệp tử thần, nơi sản xuất vũ khí hủy diệt. Netanyahu tuyên bố trong một phiên họp của Quốc hội Israel, nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này không chỉ nhằm bảo vệ Israel, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn để triệt tiêu mối đe dọa từ trục ma quỷ mà Iran dẫn dắt. Thuật ngữ trục ma quỷ được Netanyahu tái khẳng định là một khái niệm lịch sử, lần đầu tiên được Tổng thống Mỹ George W. Bush sử dụng để chỉ những quốc gia bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố và theo đuổi chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Netanyahu cho biết chiến lược của Israel là cắt đứt nguồn vũ khí của Iran ở cả phía Bắc và phía Nam, đồng thời khẳng định rằng Iran cùng với các lực lượng ủy nhiệm của họ sẽ phải trả giá đắt cho những hành động gây hấn trong khu vực. Ông cũng tuyên bố rằng một ngày sau cuộc chiến ở Gaza và Lebanon, cả Hamas và Hezbollah cũng không còn quyền kiểm soát khu vực nữa. Đáng chú ý, ông Netanyahu đã bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền Mỹ đã thuyết phục ông thu hẹp quy mô đòn đáp trả, khẳng định rằng các quyết định được đưa ra hoàn toàn dựa trên lợi ích quốc gia của Israel. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào quyết định của mình, ông nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel chính là rào cản duy nhất ngăn chặn Iran mở rộng tầm ảnh hưởng tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo rằng nếu Iran thành công trong việc phát triển kho vũ khí hạt nhân, hậu quả sẽ là một mối đe dọa lớn đối với toàn cầu. Trong khi Israel chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong chiến dịch của mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã phản ứng với tuyên bố của Netanyahu bằng cách khẳng định rằng Israel không để lại cho Iran sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành một cuộc đáp trả toàn diện. Các thông tin từ tình báo cho thấy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu chiến lược của Israel. Thời tiết ngày 30 tháng 10, Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn, có nơi mưa to trên 400mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 30 tháng 10, khu vực Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 31 tháng 10, mưa ở Trung Bộ giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngày và đêm 30 tháng 10, vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét, riêng vịnh Bắc Bộ 2-4 mét. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa,
Sáng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sau gió giảm dần, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác. Sau có mưa vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng khu Tây Bắc, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa, Bắc Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng ven biển có nơi có gió giật cấp 6. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây. Có mưa rào và dông rải rác. Tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Hy vọng những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật sẽ giúp quý vị bắt đầu một ngày mới một cách đầy năng lượng và sự hứng khởi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe podcast tin nhanh 6 giờ sáng hàng ngày của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin đóng góp của quý vị để chương trình ngày càng hoàn thiện và thực sự là người bạn hữu ích của quý vị. Kính chúc quý vị ngày mới tràn ngập niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.